Sáng hôm nay chúng tôi rời thành phố Las Vegas để đi đến một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, đó là Grand Canyon West. Quang cảnh hai bên đường đẹp. Grand Canyon. Hôm nay mình sẽ đi đến Grand Canyon. À, xếp hàng này để đi vô cái Grand Canyon. Địa điểm này cách thành phố Las Vegas khoảng 300 cây số. Nhiệt độ ngoài trời hiện giờ là tầm khoảng 40 độ C. Cũng có khá nhiều người đứng xếp hàng để chờ xe bus chở ra đến cái địa điểm Grand Canyon West. Thì từ cái chỗ mà đậu bãi đậu xe của mình đi đến đó chắc cũng phải tầm 5-7 cây số. Thấy cũng khá đông, chợ cũng khá đông. Mình đến tham quan là Grand Canyon West, nghĩa là hẻm núi lớn phía tây. Nó thuộc tiểu bang Arizona. Thì tiểu bang Arizona này là có diện tích là khá lớn, đứng thứ 6 ở Mỹ. Thì khí hậu thì nó là nắng nóng khô cằn. Biểu tượng của cái tiểu bang này là cây xương rồng. Nữ tài xế.
Đây là cảnh xếp hàng ròng rắn để đi lên Skywalk để ngắm Eagle Point. Nhưng mà xếp hàng đông lắm, mất khoảng 1 tiếng rưỡi để lên cái cầu kính đó. Nên đoàn mình không có đủ thời gian để xếp hàng. Nhưng mà khi xếp hàng lên cầu kính đó, thì nó cũng cho đem theo máy chụp hình hay máy quay phim để mình chụp hình quay phim. Mình chỉ được chụp hình quay phim bằng cái máy của họ thôi, họ chụp hình xong rồi họ lấy tiền, nên cũng hơi chán, không được ra được cầu kính, xếp hàng lâu lắm nè, xếp hàng lên thang máy nữa. Giờ đoàn mình là vào nhà hàng này để ăn trưa, và ăn trưa cũng khá đông, thì ngồi ăn trưa mình cũng có cái view kính để nhìn ra cái Skywalk, để nhìn thẳng ra cái mũi Đại Bàng luôn. Đây, vào bên trong tiếp tục xếp hàng để lên thang máy để đi ra Skywalk. Đợt ra xếp hàng rất là đông, rất là lâu, phải lâu lắm. Lâu hả? Đi ăn lần đầu ăn được. À. Nhà em lần đầu ăn rồi đó. Rồi. View nhà hàng đó cũng nhìn ra Skywalk. Thấy không? Đó. Eagle Point đó, đó. Skywalk là nhìn thẳng qua bên phía cái mỏm đá, nhìn giống như Đại Bàng xè cánh ra đó. Giống như là Đại Bàng xè cánh. Rất là lớn, nhìn rất là đẹp. Đó, nhìn từ cầu kính đó. Nó khoảng cỡ 10 đến mười mấy người à, thì chụp hình là người của họ thôi, thiết bị của họ thôi. Mình đứng ở nhà hàng cũng nhìn ra, nhưng mà có thể là không đẹp bằng đứng ở đó thôi. Thôi cũng chịu thôi, tại vì đông quá, thua 1 tiếng rưỡi rồi. Mà xếp hàng ở ngoài nắng là hơn 40 độ C đâu xếp hàng nổi. It always scares me.
Mình sẽ ngắm trực diện qua cái mỏm núi hình đại bàng đang đang dang cánh nè, nó ngắm trực diện luôn đó. Ở đây nè. Sau khi tham quan xong thì đến cái trạm chờ xe bus để chở mình quay trở lại cái bãi xe. Trời, khoảng trời thì nó nhanh hơn tầm khoảng 50 phút thôi. Rồi xe bus chở đến cái bãi xe rồi. Ở xung quanh cái bãi đậu xe này có rất nhiều trực thăng để chở chúng ta tham quan cái hẻm núi này nè. Cũng có nhiều người thuê trực thăng để đi xem. Giá vé như là tới 100 mấy chục đô luôn.